Ao câmera, hả? Ao con nó có em anh nó kệ anh đang đi theo em rồi đó con ở chứ con cậu tầm đang đi theo mà chú nó đi à. Ủa nó chạy qua cái lái hết rồi à? Ờ, đi lên tới lên trên rồi hết rồi. Kia mặt qua. Nè con có mẹ rồi. Đó, con có mẹ vậy đó. Ủa sao con quá? Ôi bây giờ tới con có anh Tùng gửi em lại vậy? Đó, đó, con cũng hồi dung đó. Ủa sao tự nhiên con anh đi theo em con nghe vậy? Ủa? Thôi, quả chạy khỏi trời luôn đó. Cái gì vậy trời đi theo rồi xong rồi thôi đi. Đẹp ghê á. Kệ măng kỳ. Wow, cái cây đẹp quá hả?
Anh Phương cái cây này thiệt hả anh Phương, hay giả mà đẹp quá hả? Giả hả? Trời ơi. Trời ơi, giả mà nó đưa vô đây cái cây đẹp chưa? Kìa thêm 2 gà kìa. Là xỉu. Ừ. Anh lại coi cảnh này, anh chụp em ơi hình anh. Nhưng mà coi cái cảnh nó đổi cái cảnh nào đẹp á. Cá này cá gì chứ, con cá mú hả? Dưới này nè, dưới này, nó phải cá mú không? Nè, con này là con catfish. Catfish là loại blue head. Con blue head catfish lure. Bass bro. Cá này cá bass big mouth nè. Big mouth, la mouth, bass.
Thời xưa. Wow, con cá này. Wow. Anh cho em chào lên đó tí anh. Wow. Muốn đi coi coi xe nó vô bên kia kìa. Bộ ghế này, bộ ghế đẹp không? Cổ xưa luôn, cổ xưa luôn. Wow, nó trong Bắc luôn. Giờ đó, đây gì?
Tại sao? Ừ. Nói vàng đầu... đào bên kia chắc cũng mắc lắm. Ừ. Khổ à. Trời ơi, 40.000 luôn kìa, 70.000 luôn kìa. Wow. Mắc dữ vậy đó hả? 2.000 quá. Trời ơi, mấy cái tàu nó mắc vậy đó. Trời, chiếc đó 80.000 luôn. 8.000 quá rồi. Quá trời to luôn. Trời, bên kia câu cá bên kia. Trời, không được con này, tấm tiền. Đi chiếc tàu. Trời, không biết có là con có mấy chục ngàn. Thôi. Mấy chục ngàn chiếc tàu. Mấy chục ngàn đi câu cá mới khi nào mới lợi vốn. Ủa cái này là mình đi đâu vậy? Ủa ra đây ra cửa đó hả? Ủa cái cửa này để mình vô nè. Yes, đi ăn rồi Living. Thầy đó, nhưng mà nhìn tôi 12:01 giờ trưa rồi bảo anh. Bye bye. Bye bye. À, trời ơi, ở trong cái thui. Tại vé cho order mà. Ờ. Trời ơi, giờ ra ngoài. Khung cảnh ở ngoài. Xin chào cả nhà nha, bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã cùng gia đình mình đi tham quan viện bảo tàng nè. Bye bye mọi người.